Đáp án tập huấn mô đun 5 tiểu học, tư vấn hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học, gồm hai phần đáp án hướng dẫn học tập và đáp án bài tập cuối khóa. Đầy đủ chi tiết chính xác 100%. Đáp án tập huấn mô đun 5 tiểu học phần hướng dẫn học tập, nội dung phần 1.1, câu 1. Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường gồm nhiều đối tượng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn hỗ trợ cho học sinh về mọi mặt từ học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển bản thân. Phát biểu này đúng hay sai? Đáp án đúng, câu 2. Điền thông tin còn thiếu vào dấu. Về một trong những yêu cầu cơ bản về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh. Đáp án tôn trọng học sinh. Câu 3. Ghép nội dung tương ứng giữa cột A và cột B để hoàn thành nội dung của các kỹ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh. Các thầy cô dừng video và dây xem câu trả lời để thực hiện nhé. Nội dung phần 1.2, câu 1. Đâu là khó khăn đặc trưng của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường? Câu trả lời: Khó khăn trong việc làm quen và thích ứng với môi trường học tập mới. Câu 2. Có bao nhiêu yếu tố tác động đến tâm lý học sinh tiểu học trong bối cảnh xã hội mới? Đáp án: 3 yếu tố. Nội dung phần 2.1, câu 1. Quy trình lựa chọn xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học bao gồm 4 bước, đúng hay sai? Đáp án đúng, câu 2. Thầy, cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1, lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học. Đáp án rèn luyện chú ý trong giờ học, câu 3. Để lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học, giáo viên cần dựa vào những căn cứ nào, đáp án cả 3 đáp án. Nội dung phần 2.2, câu 1. Quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước? Đáp án 6 bước. Câu 2. Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục là gì? Đáp án cả 3 đáp án trên. Câu 3. Việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn Hỗ trợ học sinh tiểu học giúp giáo viên hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lý và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó. Đáp án đúng, nội dung phần 3.1, câu 1. Mục tiêu cụ thể của công tác phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với gia đình, cha mẹ học sinh trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lý và phát triển của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra. Đáp án đúng, câu 2. Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học đặt ra mấy nhiệm vụ cơ bản? Đáp án 4 nhiệm vụ cơ bản, câu 3. Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là đáp án xuất phát từ quyền lợi của học sinh đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục, nội dung phần 3.2, câu 1. Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lý và hệ thống. Đáp án sai, câu 2. Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học. Đó là những phương thức nào? Đáp án hai phương thức, trực tiếp và gián tiếp, câu 3. Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh tiểu học là đáp án thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh, nội dung phần 4.1, câu 1. Mục tiêu kế hoạch tự học trong kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục tập trung chủ yếu vào việc giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lý của học sinh các cấp học. Đáp án sai, câu 2. Theo tài liệu đọc, xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học có 3 giai đoạn, xây dựng kế hoạch tự học, tổ chức thực hiện kế hoạch tự học, đánh giá kết quả tự học, là đúng hay sai? Đáp án đúng, câu 3. Những hình thức nào là hình thức, tự học có hướng dẫn? Đáp án trao đổi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tư vấn học sinh, nội dung phần 4.2, câu 1. Sinh hoạt chuyên môn, cùng trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn giáo viên đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục là hoạt động thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp, đúng hay sai? Đáp án đúng, câu 2. Có bao nhiêu mục tiêu của khóa bồi dưỡng chuyên môn tập trung tại chỗ? Đáp án 3 mục tiêu, câu 3. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đưa ra biện pháp phù hợp khi tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục thuộc hình thức hỗ trợ nào? Đáp án hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn, tham vấn chuyên môn của chuyên gia, đồng nghiệp, đáp án bài tập cuối khóa 30 câu trắc nghiệm mô đun 5 tiểu học tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học. Câu 1. Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đáp án: Tôn trọng học sinh. Câu 2 điền từ phù hợp vào chỗ trống, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và ba chấm ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Đáp án tâm lý, câu 3. Đối các biểu hiện sau phù hợp với kỹ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học. Thầy cô dừng video và dây xem câu trả lời và thực hiện nha. Câu 4. Đặc điểm tâm lý nổi bật của học sinh đầu cấp tiểu học, đáp án bỡ ngỡ với mọi khía cạnh của cuộc sống học đường. Câu 5. Sự sẵn sàng đi học của học sinh lớp 1 được hiểu là, đáp án cả A, B, C. Câu 6. Những đặc điểm nào sau đây chiếm ưu thế trong các quá trình nhận thức của học sinh tiểu học? Đáp án, tính không chủ định, tính trực quan và tính xúc cảm. Câu 7 những đặc điểm nổi bật trong đời sống tình cảm của học sinh tiểu học là đáp án phong phú, nhạy cảm nhưng chưa biết phục tùng lý trí, câu 8. Những đặc điểm nổi bật trong tính cách của học sinh tiểu học là đáp án, hồn nhiên, trong sáng và chân thật, câu 9. Đặc điểm tâm lý nổi bật của học sinh cuối cấp tiểu học là đáp án, lo lắng về việc chuẩn bị chuyển cấp học, câu 10. Tốc độ nghe hiểu của học sinh tiểu học bị chậm hơn khi các em nghe các nội dung liên quan đến khoa học hoặc tri thức mới. Biểu hiện này là khó khăn trong lĩnh vực nào sau đây? Đáp án: hoạt động học tập. Câu 11. Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học có ý nghĩa gì? Đáp án: lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh. Câu 12. Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học. Đáp án thầy cô dừng video và dây xem câu trả lời và thực hiện, câu 13. Trong video nội dung hai quý thầy cô đã xem, đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lý sức mạnh của sự hợp tác cho học sinh tiểu học được thực hiện bằng phương pháp nào? Đáp án, phiếu hỏi tự thiết kế. Câu 14. Công việc phân tích kết quả đầu vào thuộc bước nào của quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học? Đáp án, bước 2, lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lý, câu 15. Bước nào sau đây không nằm trong quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học? Đáp án, tìm hiểu nguồn lực bên ngoài. Câu 16. Việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học nhằm mục đích đáp án cả A, B, C. 17. Điền từ phù hợp vào chỗ trống. Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là hoạt động của giáo viên kết nối và ba chấm với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải, đáp án phối hợp, câu 18. Ý nghĩa cơ bản của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học, đáp án trợ giúp học sinh tiểu học từng bước giải quyết vấn đề đang gặp phải. Câu 19 Những thông tin nào về học sinh nên thu thập khi phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đáp án, cả A, B, C, câu 20 Trong video cuộc trao đổi của chuyên gia phân tích trường hợp thực tiễn nhằm định hướng cho giáo viên giải quyết vấn đề Hùng gặp phải, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguyên tắc nào trong việc tư vấn, hỗ trợ cho Hùng? Đáp án, nguyên tắc tôn trọng và tin tưởng học sinh. Câu 21 sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của n trên lớp ở các môn học khác nhau cô v hiểu rằng n đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn thêm vào đó ở nhà n cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp n đều không đạt kết quả cao mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt cô v đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn hỗ trợ cho N đáp án, kết luận vấn đề của học sinh. Câu 22. Điền từ phù hợp vào chỗ trống nguyên tắc đảm bảo tính ba chấm trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những những điều kiện cần thiết. Đáp án công khai, câu 23. Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học. Thầy cô dừng video và dây xem câu trả lời và thực hiện nhé, câu 24. Công việc nào sau đây không cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đáp án, thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình, câu 25 tờ rơi, là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đáp án, kênh thông tin gián tiếp, câu 26. Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học phù hợp. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học? Đáp án, đánh giá kết quả tự học. Câu 27 Hình thức nào không thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên tiểu học đại trà? Đáp án: Hỗ trợ thông qua. Học liệu, phần mềm điện tử, câu 28. LMS, Learning Management System được hiểu là đáp án hệ thống quản lý học tập qua mạng, câu 29. Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lý gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây? Đáp án hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn, tham vấn chuyên môn của chuyên gia, câu 30. Phương tiện nào sau đây không phải là học liệu điện tử? Đáp án, giáo trình, tài liệu tham khảo bản in. Trên đây là đáp án bài tập cuối khóa mô đun 5 tiểu học tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học, chúc các thầy cô làm bài tốt và đạt kết quả cao trong chương trình tập huấn.